Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em xin chia sẻ cùng cô chú anh chị mình bãi kiện của anh Nghĩa ở gần chợ Ba Xe U Môn thành phố Cần Thơ cô chú anh chị ha. Giao lưu hôm nay thì anh Nghĩa cũng có khoảng 5 phôi á cô chú anh chị, có tứ quý với lại mai vàng ạ. Đây, hôm nay mình có hai cái phôi mai vàng mình lớn luôn cô chú anh chị ha. Em chúc quý cô chú mình xem tiếp vui và chọn được những cây ưng ý luôn ạ. Dạ, xin chào anh Nghĩa ơi. Rồi xin chào chị Phương, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay em về được một số mai vàng với mai tứ quý muốn giao lưu với quý cô chú anh chị đó, mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Em là ở phường Trường Lạc, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại em là 0799598147 ha. Số đó là số Zalo của em. Rồi không làm mất thời gian của quý cô chú anh chị. Đây là phôi mai tứ quý mã số 1 ạ. Dạ cây tứ quý trực cốt cành luôn ha cô chú anh chị. Cây này thân lắc nhẹ luôn nha cô chú thấy không? Cốt cành nó quái. Dạ. Rồi đem đo ra thông số và chiều cao cho cô chú anh chị tham khảo. Cây này có tổng chiều cao là 120. Đường kính bầu là 48. Cái này nó có độ sổ nôm nha cô chú anh dạ, chị. Dạ cây này nôm mà đế nó đều. Dạ. Em đo hoành thân. Hoành thân ngay chí này là 31 yếu như 30 đi. Dạ. Cộng rễ là bự bự không mà biết không? Dạ rễ bắt tay em không à. Dạ. Cốt cành thì đủ, cốt cành quái. Cái này lập tàn là ok luôn hết cô chú anh chị, trên này thân lắc nhẹ luôn ha. Cây này dốt cây lắm nha quý cô chú. Cây này nhìn ngoài cây rất đẹp nha cô chú. Dạ. Rồi đây là cây tứ quý mã số 1, muốn giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 4.700.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Dạ 4.700.000. Rễ nó ôm bầu nha cô chú anh chị. Rễ nó ôm bầu gọn hết trơn, đẹp. Dạ rồi. Cây này rất dài. Em đỏ luôn ha. Mã số 2. Rồi tiếp theo là một phôi tứ quý mã số 2 nha quý cô chú anh chị. Cây trực lắc dốt ngọn luôn ha cô chú. Dạ cây này phôm cao luôn ạ. À thì cành nó quái. Dạ. Đế thì bỏ điều. Nôm cao luôn. Mà nó gom đế. Bỏ nó kẹo nẹo hết trơn luôn. Cây mới về em cũng chưa vệ sinh cây nha quý cô chú. Dạ. Đế thì bỏ gom kẹo hết trơn. Cái này đế không có trống vít nào luôn cô chú anh chị nha. Rồi. Rồi đem đo thông số chiều cao cho cô chú anh chị. Rồi cây này có tổng chiều cao là 110. Dạ rồi. Đường kính bầu là 55. Tổng hoành đế là 150 nha cô chú. Dạ. Cây này đế ra tới đáy bầu trên cây này nó cũng thường môn. À, trên này có cái củ đế lửng là nó gom cứng ngắc luôn á. Gom cứng ngắc luôn, đặt kẹo luôn, sạch luôn. Gom tròn đều hết trơn nghe quý cô chú. Em đo thử cái cây này có bộ đế sổ là 26. Dạ. Sổ đứng gì này nghe cô chú. Rồi để em đo hoành thân. Hoành thân ngay chí này là 33 hoành. Dạ rồi. Rồi đây là phôi tứ quý mã số 2 muốn giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 5.700.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Dạ 5.700.000 cây trực lắc dốt ngọn luôn hết cô chú anh chị. Dạ rồi em đổi cây luôn ạ. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là một phôi mai tứ quý nha cô chú. Dạ. Cây này phôm cao có cốt cành luôn cô chú anh chị nha. Cây này bộ đế ngoài khủng khiếp lắm cô chú ơi. Kẹo nẹo đặc sạch hết trơn luôn. Không chống mặt nào luôn. Dạ. Cái này đều dắt luôn nha cô chú anh chị. Mà cộng rễ nó bự bự, nó gói gói như một bệ đế luôn ha. Như một bệ đế luôn. Rồi cây này em nó có tổng chiều cao tới đầu của rễ là 1m7 nha cô chú. Dạ. Đường kính bầu dài nhất của nó là 85 nha cô chú. Dạ. Cây này cũng có thất thân nữa ha. Cây này đế bộ đế nó ra tới đá bầu chừng. Còn đế là ba cô chú là hơn 200 nha, tính 200 đi. Bầu nhiêu là đế nhiêu luôn. Bầu nhiêu đế nhiêu. À cái này có độ sỏm nôm nhẹ nha cô chú anh chị. 8 cái 240. 230 240 tính cô chú 200 đi, 200 con đế đi. Cái này cộng rễ cũng bự bự không nha cô chú. Đế lực không cô chú ơi. Mà bó quấn cục hết trơn. Dạ cái này mà xịt nước vệ sinh lại kỹ nó xíu nữa là nó sẽ
lộ nguyên cái đế lực lắm nha cô chú. Anh em cũng mới về em cũng chưa vệ sinh gì kỹ cô chú ơi. Dạ. Để em đo thử cái đế số bài. Đế số bài như gì đó là 37. Dạ. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 43 hoành nha cô chú. Dạ. Thầy tốt ở trên luôn. Dạ rồi, cộng ghế là bự không á cô chú. Dạ. Ghế đế nó mà bỏ có nùi chân như này cô chú ơi. Đây là cây tứ quý mã số 3 em giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 17 triệu bao ship của chú anh chị là 200 km ha. Cái dàn xương cốt cành mình lập tàn mau chơi luôn quý cô chú ha. Tay cành cũng bự bự không luôn á. Cô chú anh chị nào xem thấy được đó ủng hộ tiếp em đi cô chú. Em có động lực đi tìm những cây đẹp hơn về phục vụ quý cô chú ha. Cái này nhìn ngoài bộ đế rất đẹp nha cô chú. Tay cành thì có. Về ghép mau chơi lắm cô chú ơi. Mã số. Dạ tiếp theo là mã số 4 là một phôi mai vàng nha cô chú. Dạ. Cái này cũng lực cay lắm nha quý cô chú. Cây nó lùng lực. Không có thẹo dít gì chứ. Dạ, giống như dáng thú ngoái đầu vậy đó cô chú anh chị. Dạ, như con kỳ lân đang ngoái đầu. Dạ. Cây này rất già cây, đang có hiện tượng lên xù mạnh lắm. Rồi để em đo thông số chiều cao cho quý cô chú anh chị tham khảo. Cây này có tổng chiều cao tới mặt bầu là 60. Dạ. Đường kính bầu dài nhất là 49. Hoành thân ngay trí này là 39. Dạ. Cái da, em đo thử chiều dài con thú. Chiều dài con thú từ đây tới đây là 29. Dạ. Từ đầu tới đuôi gì là 29. Đây. Tay chân cho tay mâm thước là 29. Cây này nhìn ngoài rất có hồng cây rất đẹp nha cô chú. Chân cẳng có luôn hết cô chú. Dạ. Anh chị nha. Nó có cái bún ở đây đây nhìn rất rồi. Hay á cô chú. Nhìn nó quái quái. Dạ. Như đang quấy đầu qua vậy ha. Rồi đây là phôi mai vàng mã số 4. Giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 4 triệu 700 ngàn bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị luôn ạ. Dạ, 4 triệu 7 nha cô chú anh chị. Cốt cành có mà giót cây nữa nha quý cô chú ha. Chụp cây mã số 5. Rồi tiếp theo là phôi mai vàng mã số 5 nha quý cô chú anh chị. Cây này nhìn ngoài rất lớn. Cây này quá lớn quá em lên mình xây không nổi, cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Rồi chi tiết nào mà không có rõ đây kết bạn Zalo em gửi hình cho cô chú xem tham khảo. Cây này có tổng chiều cao tới mặt bầu là 115. Dạ. Dạ cốt cành có các dược cấp luôn nha cô chú anh chị. Dạ đường kính bầu của cây này là 80. Dạ. Quá trời cái củ đế luôn rồi nha cô chú. Củ đế nè cô chú ơi. Rồi đem ra hoành thân rồi đi rồi. Chị Phương đi vòng vòng cho cô chú xem kỹ giùm em ha. Hoành ngay vị trí này là 73 hoành. Dạ. Rồi đếm đo cái thông số trên nha cô chú. Này là cái củ nạc như cái củ nạc đó. Dạ, rồi đếm đo nhóm tút ở trên cái eo nhỏ nhất nó luôn. Không còn chỗ nào nhỏ hơn nữa. Là 63. Dạ vị trí là 63. Dạ rồi không cách nào 63 hoành. Dạ. Đế nó sổ gì đây là 32 nha cô chú. Dạ. Để em đo tổng hoành đế đặt đặt cho cô chú anh chị tham khảo. Hoành đế đặt ngay vị trí này cũng lửng gì đây là khoảng 180 thôi chú ơi. Dạ. Rồi em đi hết dòng đế cô chú anh chị mình xem rồi cũng dạ. Nhận với hoành đế đặt sạch luôn đó cô chú ơi. Là khoảng 180 vị trí đó. Đế này bầu tới đâu để tới đó luôn. Bỏ dài dài ra ngoài gối xuống hết trơn nó quấm quấm xuống không à. Cộng lực lực không nha quý cô chú anh chị ha. Ghế nào nay bự bắp tay em nữa cô chú ơi. Cái dách bên là đặc sạch luôn đó quý cô chú anh chị. Dạ. Đặc sạch bị cái gai dách chia đẹp lắm. Vậy em cũng không có vệ sinh không có môi ấy nè. Ghế cộng nào nó bành bành gì nè cô chú ơi. Bỏ đều đứng dách chân. Chỗ nào không có chứ. Bỏ đều bốn dách luôn. Cây này nhìn ngoài rất đẹp cô chú. Lực cây sát lớn lắm nha cô chú anh chị ha. Cô chú hình dung thấy ghê cho em coi nè. Dạ. Rất lớn nha. Bể cây rất đẹp, lớn. Rồi đây là phôi mai vàng mã số 5. Em muốn giao lưu với quý cô chú anh chị là giá 47 triệu bao ship cho cô chú anh chị là giá 200 km ha. Dạ. Cây này dữ lắm, già cây hoành lớn. Nó cũng thông cây lắm với cô chú anh chị. Dạ. Xét lớn. Cây này 60-70 hoành mà em đo thử cái dốc đọt này.
Giót đọt này vị trí này là 24 hoành. Dạ. Ta cạnh lực lực không có chú ơi. Cây nhìn khá đẹp, cô chú xem được có ủng hộ tới em nghe cô chú. Dạ, cây bên giao lưu giá bao nhiêu ạ? Dạ, cây này là cây mai vàng mã số 5, em giao lưu với quý cô chú anh chị giá 47 triệu, bao ship của chú anh chị là 200 km. Cây này đế thì không trống nhách nào luôn quý cô chú, không gãy lực nó bấu xuống không luôn ha. Nặng quá xe không có nhúc nhích gì được hết trơn, để trong đây nó cũng chặt hẹp đó cô chú, anh chị cũng thông cảm với cô chú. Đế bỏ gói gói đều bốn vách hết. Không trống nhách nào luôn, bao cô chú là không trống luôn. Bỏ đều đẹp. Nôm. Dạ. Cây bonsai đại nha cô chú anh chị ha. Cái này cái đầu sổ nó là 37 luôn. Dạ. 37, 38 sổ đứng luôn. Rồi cộng rễ là bắp tay không bằng với cô chú. Bắp tay không xi nhê với cộng rễ luôn cô chú. Dạ. Gối 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 chân. Chơi mặt nào cũng ok hết cô chú anh chị, dách nào cũng ok. Dách nào cũng có rễ chân cô chú ơi. Bò đều hết trơn, không chống dách nào luôn, đặt sạch luôn. Cô chú anh chị xem nè, có bắp tay em nè. Chứ cái con ghế nè, không xi nhê với con ghế luôn. Dạ, 47 triệu mã. Dạ, 47 số... triệu bao ship là 200 km. Rồi cây mã số 5 này cũng là cây cuối clip nha cô chú ơi, cô chú cảm ơn cô chú thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ, mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ạ. Dạ, em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip chia sẻ tiếp theo luôn ạ. À.